Mùa hè tắm suối ở Đông Ngàn, Long Biên, Tân Phúc. Cuối hè mấy em nhỏ rất là thích lên đây tắm suối nha. Bắp cười nè. Gon cười nè. Anh hai nè, Bon cười nè. Đó. Mùa này nước rất là đầy luôn. Suối thì đầy cua, ốc với lại cá ở dưới. Được trở về thiên nhiên tươi mát của Tân Phúc, hòa mình với lại niềm vui tuổi thơ, người lớn cũng không thể chối từ. Tụi nhỏ lên đây khoái lắm. Được hồi nãy cả nhà mới đi leo núi, leo núi mệt quá không có thể livestream cho các bạn được. Leo núi xong rồi xuống dưới đây nghỉ ngơi, ăn bánh ăn trái một chút, rồi cho tụi nó tắm suối, đầy đủ cung bậc trải nghiệm luôn nha các bạn. Rất là đã luôn. Ngàn mà giờ có bộ đồ đây chắc cũng bay xuống tắm suối với tụi nó luôn. Trời xanh ngắt luôn, không một gợn mây. Buổi chiều ở trên đây thì đợt này có mưa rất là đều luôn, nên con suối nước rất là mạnh. Dưới đáy suối thì cát trắng tinh luôn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi những video của Đông Ngàn TV nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Ngàn nhé.